sẽ tất cả cộng đoàn chúng ta hướng về thi hài để chúng ta dâng lời cầu nguyện. Nhân linh cha và con và thánh thần, amen. Đức Chúa Trời sai thánh nhân thần truyền tin nhân là thánh Đức Bà Maria. Kính mừng Maria đầy ơn con Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc ngà hơn mọi người nữ bà Giêsu lòng cầu phúc ngà. Này tôi là tôi Đức Chúa Trời. Kính mừng Maria đầy ơn con Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc ngà hơn mọi người nữ bà Giêsu lòng cầu phúc ngà. Chào em hỏi thơ ai xuống thế làm người. Kinh mà má đi á đầy ơn mơ đầy ơn đời ở vùng bà có phúc là ơn mọi nữ bà Giê-xu ơn lòng bà ông phúc là lại ra anh đang mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con. Này Chúa, chúng con xin cho và đơn trong đồng linh hồn chúng con là kẻ đã chơi đời thành thiên thần truyền và biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thế xin vì công ơn Chúa chịu làm chịu chết trên cây thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi thi hiện cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Chúng con đại ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng lạ vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và được đưa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Thì lại chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần đai xuống yên đuôi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thượng và cố cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi là ngôi thứ hai đã xuống thế lập. Người chịu nạn chịu chết mà Chúa tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ai cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Này Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, đào lên ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hoàng phúc đời đời. Chúa là đấng mẹ ta và lòng lành vô cùng đã phán đưa rỡ ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Này Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức. Amen. Này Chúa, Chúa là đấng rộn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời. Đàn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phản nghịch nỗi nghĩa cùng Chúa. Thì con nào buồn đau đớn cũng chỉ ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cả thì con sẽ đánh xa rỉ tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Này cha ông có đến trời có quyền danh cha sáng đế cha đi đến ý cha thiện dưới đất cũng như trên trời. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép thức vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô còn một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép thánh thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nam thời quan phong Si-ô Phi-la-tô chịu đóng đanh trên cây thánh giá chết và tang sáng
xuống ngục tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết. Nên trời ngự bên hữu đức Chúa cha phép tăng vô cổ. Lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết, tôi tin kính đức Chúa Thánh Thần. Có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống là tôi tin hằng sống vậy. Amen. Trước khi thầy phó thế làm nghi thức, xin trân trọng kính mời ban kèn của giáo sư chúng ta cử lên một bài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hãy đến với ta, hết thảy những ai nao nhọc và gánh nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lấy ách của ta vào mình và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi trong tâm hồn, vì ách của ta êm ái và gánh của ta là nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, lời khen Chúa. Anh chị em mến, giữa cơn thử thách này, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của chúng ta và tha thiết nguyện xin. Chúng con cảm thấy mình bất lực khi phải đối diện với mầu nhiệm sự chính. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Xin Chúa đừng rời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc linh hồn cụ trùm Francisco Xavier từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau buồn thương tiếc. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương trìu mến của linh hồn cụ trùm Francisco Xavier. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như những người bị mất mát, hay như những kẻ đã nuối tiếc chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Giờ đây, từng người thân trong gia đình sẽ đến cúi mình trước linh hồn Francisco Xavier để từ biệt lần cuối. Xin mời ban kinh nhạc, xin mời từng thành viên trong gia đình đến chào, xin mời. Rồi là thấy tương lai trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống có mất nhưng chỉ đổi thay, đã có bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết thì còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày ra từ xuôi tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xuân sao trời lời ru êm ái, Thiên Chúa nhân từ chào đón người con. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã có bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây kín răng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiễn ngập ngùi, nhưng tôi tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có chia ly.
chẳng có hợp tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Là bụi đất, là
trở về về bụi cho.
nằm xuống, giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi, hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống, giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an. Nằm xuống, tiếc gì một đời, sống vì mọi người, âm thầm trong hy sinh, tha thứ. Tìm hạnh phúc trong nơi Chúa thôi, không mong ước chi, là trao dâng cuộc đời, dâng phận người. Dù mong manh, nhưng là tay Chúa tác tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin...
nằm xuống đất mẹ hiền hòa đón người trở về trong tình yêu bao la thắm thiết. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô giờ đây xa vời vợi, xa thật rồi người ra đi. Đi về bên Chúa chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời. Chúa an ủi, Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an ủi.
trong Chúa nhậm lời. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi. Nhưng cha khoan hồng thương tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu u tối con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời. Hơn quanh canh đời anh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quanh canh đời ứng duyên mong đợi Chúa sâu tôi. Con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời. Hơn quanh canh đời anh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quanh canh đời anh ứng duyên mong đợi Chúa chờ. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời. Từ vực sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Cùng mẹ hoan ca tình yêu Chúa đến muôn.
vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đơn đau. Mẹ mẹ ơi, con này có một Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu đặng chịu chết vì con mà con đã cả lòng phản nghịch nỗi nghĩa cùng Chúa, thì con đau buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cạn và nhớ ơn Chúa, thì con sẽ lãnh xa vì tội cùng làm việc đến tôi. Này chào vợ trên trời, công việc trên cha sao ra đi đến đi ra thiền trên đất cũng như trên trời. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tâm vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu còn một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Đàn mà người xuống sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu đắng thời quan phong si hô, chịu đóng đánh trên cây thanh giá, chết và tăng sáng xuống ngục tổ tông ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại đến trời. Hiểu Đức Chúa Cha phép tâm vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Đàn, tôi tin tôi thanh hằng có khắp thế này, các thánh đồng công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Con xin trân trọng kính mời thầy phó tế Abin và công đoàn Abin xin tôi ban ban lãnh đạo của thôn chúng ta đọc lời tài trình. Đồng mục vụ, quý chức tân kiều, quý cộng đoàn, quý sứ, quý hộ, giáo hộ, giáo sứ truyền tin, giáo hộ luật đội, giáo hộ kính danh, giáo hộ quân hành, quý thầy, quý dì, quý cố, quý cụ, quý thông gia, niên gia, thân bằng quyến thuộc gần xa và bà con tình làng nghĩa xóm đang hiện diện nơi vườn thánh thôn Luật Trung hôm nay. Kính thưa các quý vị và toàn thể nhân dân, vào giờ đức toàn thể nhân dân đang chuẩn bị phấn đấu cho vụ chiêm năm 2021 giành thắng lợi toàn diện, thì một tin buồn đến với toàn thể nhân dân thôn Luật Trung chúng ta. Cụ Francisco Đỗ Xuân Nho, tên thường gọi Cụ Nho, đã tạm thế. Cán bộ và nhân dân đã đến chia buồn thăm viếng và gửi tới gia tang lời chia buồn thắm thiết của nhân dân chúng ta. Kính thưa các quý vị và toàn thể nhân dân, nhìn lại quá khứ của một con người đã từ biệt chúng ta. Cụ Francisco sinh năm 1942 tại thôn Luật Trung, xã Quang Lịch, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Cụ là thành viên Kitô giáo thuộc giáo hộ Luật Nội, giáo sứ truyền tin, hội viên hội huynh đoàn đa minh giáo hộ Luật Nội, hội viên hội gia trưởng giáo hộ, hội viên hội lòng thương xót giáo hộ Luật Nội, hội viên hội người cao tuổi xóm 10 thôn Luật Trung, xã Quang Lịch. Trải qua một thời gian lâm bệnh quá hiểm nghèo, đã được các y bác sĩ và gia đình cùng các con các cháu tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu bệnh tình quá nặng đã từ giã gia đình các con các cháu anh em
họ hàng làm xấu về chốn Vĩnh Hằng vào hồi 14 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2021, tức ngày 13 tháng 4 năm Tân Sửu, cụ hưởng thọ 80 tuổi. Với tấm lòng nhân nghĩa của các quý vị thay mặt ban công tác mặt trận và cũng là trưởng ban lễ tang thôn Lược Trung, tôi xin gửi tới các quý vị và toàn thể nhân dân lời chào kính trọng. Sau đây tôi xin tóm tắt tiểu sử của cụ Francisco Đỗ Xuân Nho. Cụ Nho sinh trưởng trong một gia đình nông dân công giáo tại thôn Lược Trung, xã Quang Lịch, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Trước cách mạng, gia đình cụ chịu cảnh khổ nghèo. Từ khi cách mạng tháng 8 giành thắng lợi, gia đình cụ đã trị khá giả. Cụ sống ở lớp người trung lưu khi còn nhỏ. Cụ đã được gia đình nuôi dưỡng cho ăn học, lớn lên trong tuổi thanh xuân. Cụ đi xây dựng, đã gia đình làm bạn với cụ bà là Phạm Thị Bướm. Hai cụ đã chịu thương chịu khó, đã sinh ra được hai người con trai, bốn người con gái, cả râu rể là 12 người con. Các cháu chắc nội ngoại của cụ là 19 người. Với phương tiện về phương diện giáo hội, cụ đã tham gia làm chùm trong giáo họ. Gia đình cụ rất nhiệt tình trong công việc nhà chúa. Cụ đã góp công góp của để xây dựng nhà chúa. Và hiện nay con trai cả của cụ là anh Đỗ Văn Toàn đang đương nhiệm chùm chánh trong giáo hộ, cũng rất nhiệt tình trong công việc để xây dựng nhà chúa trong giáo hội ngày càng phát triển và tốt đẹp, được mọi người kính trọng. Kính thưa các quý vị và toàn thể nhân dân, thế kỷ nhân sinh còn tiếp diễn, an giấc ngàn thu chẳng riêng ai. Vì bao năm xây dựng tưởng nhớ lúc bình sinh, giờ phút chia đi cả xóm thôn thương nhớ khi vĩnh biệt. Cụ mất đi là tổn thất lớn lao đối với gia tang. Cụ bà vắng bóng cụ ông, các con mất cha, các cháu mất ông. Nhân dân mất đi một công dân mẫu mực suốt đời gắn bó với mảnh đất thân yêu, đã cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Giờ đây cụ không còn nữa, thánh đường vắng tiếng kinh cầu từ rầy. Cụ ơi, miếng trầu với nước mắt đầy, linh hồn cụ ở thiên đàng thấu trăng. Chỉ còn ít phút nữa thôi, ra đi, đi mãi không bao giờ về. Trong giờ phút chia ly vĩnh biệt này, xin mọi người đứng lên để làm phút mặc niệm tưởng nhớ người. Kính mời thầy phó tế làm nghi thức phần mộ. Xin cộng đoàn chúng ta đứng hướng này. Thank you.
dưới danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, cộng đoàn Tín hữu chúng ta sắp kết thúc nghi thức an táng cho linh hồn cụ chùm Francisco Xavier theo truyền thống Kitô giáo. Giờ đây chúng ta còn đang gần gũi linh hồn cụ chùm Francisco, nhưng chẳng bao lâu nữa thi hài của người chúng ta yêu mến sẽ trở về lòng đất như đã bởi đất mà ra. Nên không gì hơn là chúng ta hợp ý dâng lời cầu nguyện gửi gắm linh hồn cụ chùm Francisco cho Thiên Chúa. Lạy Cha, chúng con xin phó thác cho Cha người tín hữu chúng con là cụ chùm Francisco Xavier. Dưới mắt người đời, cụ chùm đã chết, nhưng cũng nhờ lương hải hà mà tha thứ và thanh tẩy mọi tội lỗi cụ chùm Francisco đã phạm vì yếu đuối khi còn sống ở thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Anh chị em rất thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa Kitô thánh hóa phần mộ của người tín hữu Chúa. Lạy Chúa Kitô, Chúa là đấng làm cho chúng con sống lại và là sự sống của chúng con. Khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thanh hóa phần mộ của mọi tín hữu, khiến họ càng tin tưởng sẽ được phục sinh. Mặc dù nay còn mang thân xác cát bụi, xin thương người con của Chúa là linh hồn cụ chùm Francisco Xavier được an nghỉ trong ngôi mộ này cho tới ngày Chúa tòa anh tôn nhan, làm cho cụ chùm Francisco sống lại để hưởng hạnh phúc và vinh quang trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời. Tôi đã nhận được lời ra đi, xin chúc coi may mắn. Vì Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người tín hữu của chúng ta là linh hồn cụ chùm Francisco ra khỏi trần gian mà về với người, nên giờ đây chúng ta xin trả lại về lòng đất thân xác này là thân xác bởi đất mà ra, nhưng vì Đức Giêsu Kitô đấng đầu tiên từ cõi chết sống lại sẽ biến đổi thân xác vật hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Bởi thế, chúng ta xin phó thác linh hồn cụ chùm Francisco Xavier cho Chúa. Xin người đón nhận linh hồn cụ chùm vào chốn bình an và cho linh hồn cụ chùm Francisco Xavier sống lại trong ngày sau hết. Giờ đây, chúng ta hãy bình tâm nhớ lại lời Đức Giêsu nói với cô Martha. Khi em khô qua đời, Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, dù đã chết cũng sẽ được sống. Vì thế,
chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là Lazaro mới qua đời. Xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin ban sự sống đời đời cho linh hồn Francisco Xavier. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã dùng phép rửa mà thanh hóa linh hồn cũ trùng Francisco Xavier. Xin thương nhận linh hồn cũ trùng vào số các thánh và những người Chúa cho. Chúa đã lấy mình và máu thánh Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn cũ trùng Francisco nơi bàn tiệc thánh. Giờ đây xin đón nhận linh hồn cũ trùng vào nước Chúa giữ tiệc vui muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang thương khắp linh hồn cũ trùng Francisco Xavier. Xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ ủi an chúng con và giúp chúng con vững lòng trong đây sẽ được sống muôn đời. Chúng con đang thương khắp linh hồn cũ trùng Francisco Xavier. Xin Chúa tăng thêm lòng tin để nâng đỡ an ủi chúng con và giúp chúng con vững lòng trong đây sẽ được sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sanh, được Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ nhưng kêu chúng con cho khỏi sự rửa. Lạy Cha nhân từ, từ khi còn sống linh hồn của chúng Francisco Xavier đã nguyện theo ý Cha. Nay linh hồn của chúng Francisco Xavier đã qua đời thì xin Cha rủ lòng thương tha phạt những hành vi tội lỗi của cụ trùng Francisco Xavier và những khi còn sống ở trần thế. Linh hồn cụ trùng Francisco Xavier được liên kết với cộng đoàn tín hữu chúng con nhờ đức tin chân thật, thì giờ đây ước gì nhờ tình thương của Cha, linh hồn cụ trùng Francisco cũng được hợp đoàn cùng các thần thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho tín hữu Chúa được an nghỉ ngàn thu. Và cho anh chắc chiếu sai trên linh hồn ấy. Này Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng này, cùng vì lời Chúa phán nữa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Nhưng kẻ làm dân nước Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liền. Tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thầy lấy Chúa. Cho linh hồn Francisco được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng lấy Chúa.
xin cứu lấy linh hồn Phanxicô cho khỏi tù ngục và được yên. Amen. Con xin thầy phó tế an toàn công đoàn yên vị cùng tất cả công đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ tại giáo xứ truyền tin hôm nay, và giờ đây cũng tiễn đưa bố chúng con về nơi vườn thánh để chôn cất thi hài của bố chúng con về nơi lòng đất. Vậy con xin cảm ơn thầy phó tế, xin cảm ơn ban kèn giáo xứ truyền tin, xin cảm ơn ban kèn trà vi cùng tất cả các cụ ông bà cùng toàn thể bạn bè xa gần bà con khu xóm. Một lần nữa xin cảm ơn và đồng bái tạ thầy phó tế và tất cả các cộng đoàn đang hiện diện trong vườn thánh hôm nay. Con xin hết. Để tiếp tục chương trình, xin ban cảnh của giáo xứ truyền tin chúng ta lên xung quanh linh cứu của cụ Phanxicô. Chúng ta cử lên một bài để chúng ta làm ghi nhớ với lòng thành của Phanxicô. Và sau cùng chôn xin hết bất thi hài của bố chúng con về nơi an nghỉ. Con cũng xin mời thầy phó tế cùng tất cả quý vị về nơi gia đình chúng con để chúng con được đón tiếp. Tiếp theo ban cảnh của giáo xứ truyền tin là ban cảnh của sứ Trà Vi chuẩn bị. Thank you.
chương trình an táng, xin trân trọng kính mời ban kèn của giáo xứ Trà Vi chúng ta cũng đứng xung quanh thi hài của cụ Francisco để chúng ta cử lên một đoàn.
trọn niềm cây trông, xin dâng lên Ngài cuộc sống.